Hãng tin RT dẫn lời ông Beminov cho hay quân đội Nga đang bảo mòn lực lượng Ukraine. Khi đến thời điểm thuận lợi, Nga sẽ tiến hành chiến dịch tấn công. Thượng nghị sĩ Nga cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ diễn ra sớm. Bình luận về chiến dịch phản công do Kiev phát động hồi đầu tháng 6, ông Beminov cho biết cuộc phản công này không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào và đã gây tổn hại nặng nề cho quân đội Ukraine với hàng nghìn binh sĩ thương vong và để mất số lượng lớn phương tiện quân sự do phương Tây cung cấp.